Vâng, em xin kính chào tất cả các bác nhá. Bác nào có nhu cầu mua hàng, các bác gọi điện thoại trực tiếp bên cơ sở 1 của em. Còn bác nào cần tư vấn, các bác gọi bên cơ sở 2 các bác nhá. Vâng ạ. Ngày hôm nay các bác có tin được không ạ? Chỉ có 330.000 một bộ combo, được chưa? Một bộ combo gồm cả củ chép cả cà phê luôn, được chưa? 330.000 gồm cả combo cả phễu cả chép. Đó. Sẽ thay đổi toàn bộ cái chất âm của một đôi loa các bác. Bác có bao tin không ạ? Đây. Thường thường như loa ở nhà các bác thì hay dùng chép giấy như này đúng không? Thì thường thường cái chép giấy thì nó công suất nó sẽ yếu các bác nhá. Và tiếng nó sẽ không thể nào sáng bằng dòng chép kèn được. Nhưng với bây giờ có cái họng phễu kèn này rồi, các bác nhá. Thì các bác có thể thay thế cho em thành dòng chép kèn được luôn. Tiếng đảm bảo cho bác là tiếng sáng hơn, mạnh hơn, khỏe hơn và chi tiết hơn rất nhiều. Đây là cặp kèn một bộ combo gồm cả củ chép cả cỏ phễu, kèm kèn Zigger. Đấy. Đấy, công suất là 25W, kháng trở là 6 ohm các bác nhá. Cho các bác thay đổi toàn bộ. Đây, xin mời các bác nghe. Em đánh trên một cái loa rất thông thường thôi nhá. Tiếng chép leng keng lách tách rất hay các bác nhá. Đó, rất sạch sẽ. Đó, chỉ có 330.000 một bộ combo như này. Các bác lắp vào hát sẽ sáng hơn, mạnh hơn, chi tiết hơn. Đó, vì một cái đôi loa, một cái con chép như thế này á, công suất của nó chỉ có 5W thôi, nó sẽ phù hợp với những dòng loa tầm gần. Còn những cái dòng chép kèn nó sẽ đi tầm xa các bác nhá, tiếng rất là sáng, rất là mịn các bác nhá. 330.000 một bộ combo như thế này, gồm cả củ chép và cả phễu luôn. Con này là côn 25 các bác nhá, côn 25. Đấy, côn 25, kháng trở là 6 ohm, công suất là 25W. Đó, sẽ thay thế toàn bộ chất âm cho các bác luôn, tiếng sạch sẽ hơn, khỏe hơn và chi tiết hơn rất nhiều. Thì mời các bác cùng nghe không? Đây. Em đấu qua một chiếc này, và nghe trực tiếp này. Đó, các bác nghe chưa? Tiếng cực quê các bác luôn. Đó, 330.000 bao ship cho anh em luôn. Ok chưa? Tuyệt vời các bác nhá. Đấy. Rất hay các bác nhá. Tiếng cực sáng, hay, chi tiết và cực kỳ tiết kiệm cho các bác luôn. Các bác phải đi mua một cái hộp đóng ở một cái lo chép này đã mất vài trăm ngàn rồi, nhưng ngay giờ lắp trực tiếp vào đây luôn. Bởi vì theo phép kèn này, hộp phép kèn này nó sẽ tương ứng với cái lo chép này các bác nhá. Các bác lắp vào là ok luôn. Và bên em có bán cả phép luôn thôi nhá. Bán cả phép 80.000 một đôi phép này các bác nhá. 80.000 một đôi phép này, bao ship cho anh em luôn. 80.000 một đôi phép, bao ship cho anh em. Anh em nào có nhu cầu mua gọi điện cho bên em các bác nhá. 80.000 một đôi phép các bác nhá. Đấy, bao ship cho anh em luôn, ok. Và bác nào có nhu cầu mua phễu hay là mua combo này, các bác kích vào bên dưới màn hình em để cái phần link của Shopee, các bác kích vào đó mua cũng được các bác nhá. Đấy, các bác đỡ phải gọi cho bên em, cực kỳ tuyệt vời các bác nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em.